下午好，下午好，今天我们呢，进啊，进啊，进啊，进四啊，进四五啊，我们呢水，我们图啊，要记六，có nhất thành Babylon.人啊，人啊，人的，人的好，人的。人的最好强，最好强，尽力啊，Babylon， 人 khó phết nhỉ, sợ. Chính vì nghĩ như thế nên ông ấy cố gắng làm việc, nhưng tại sao công việc lại không mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho ông đã mang lại cho mấy cái đô? Tại sao cuộc đời của ông lại luôn gặp những chuyện không may như thế?Mặc dù ông đã nỗ lực rất nhiều, những câu hỏi như thế cứ trả lời, cứ trở đi trở lại trong đầu khiến ông không thể nào ngủ được. Có vẻ như cuộc sống của ông đã đi vào tắc. Vài hôm sau, bỗng nhiên Sasi sai người đến gọi và bảo ông rằng: ông chủ cũ của tôi muốn ông trở về Babylon. Ông vô cùng mừng rỡ.Và bí mật đi đào túi tiền quý giá của mình, quẫn vào trong mảnh áo tròn rách trước khi lên đường. Qua phút mừng rỡ ban đầu, mặc dù được ngồi trên lưng lạc đà trở về nhà, ông Nananet ông vẫn không sao thoát khỏi lo lắng. Tại sao ông lại được gọi về Babylon? Phải chăng ông sắp đón nhận những trận cuồng phong mới của cuộc đời? Ông đã làm những gì để bị trừng phạt như thế?Ông còn gặp những bất hạnh nào nữa đây? Ngụ ý là rất là khó khăn. Không biết là tác giả cái câu chuyện này có tổng hợp được không, hay là chỉ là dựa trên những cái kiến thức của self-help để dựng thành câu chuyện thì tôi không rõ nữa. Nhưng mà đọc thì thấy nó cũng hình dung là được. Ông giúp nghiên cứu thấy ông Aratuna đang đại ở đỉnh.Cứ nào chở ông đi thẳng đến sân nhà của ông Nananet, ông ấy chưa lão ba, ông ấy có phút ban đầu mừng rỡ, phải chăng ông đã nhận những nhận cuộc phong mới cuộc đời? Ông đã làm những gì để bị trừng phạt như thế?Ông còn gặp những hạn ở đây. Khi con lạc đà chở ông tiến thẳng vào sân của ông Nananet, ông ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Arat Ula đang đợi ở đấy. Ông ấy giúp ông leo xuống và ôm chầm với ông như với người anh đang giữ cách lâu ngày vậy. Anh em lớn lên trong nghèo khó với nhau này. Hai người cùng bước khỏi nhà, đứa bước vào nhà.Khi hai người bước vào nhà, ông cố ý bước theo chân ông Aratula giống như người nô lệ đi theo sau ông chủ của mình. Nhưng ông ấy không chịu. Ông Arat đặt tay lên vai và ông mà nói: Tôi đã cho người đi khắp nơi, tìm khắp nơi. Khi tôi hoàn toàn thất vọng thì gặp được bà Sawati. Bà ấy chỉ cho tôi tới chỗ người cho vay tiền và nhà ông ta đưa tôi đến chỗ đang ở với cậu.Tôi phải trả một cái giá rất cao cho sự tự do của cậu, nhưng cậu hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Tôi cảm ơn cậu với chiếc súng và nghệ thuật bán hàng của cậu đã từng nói với tôi. Ảm ma, đấu ma, nó đã giúp tôi có được sự thành công như ngày hôm nay. Chuyện gì đó vẫn còn chuyện đó là mẹ, chuyện đó là rõ ràng là ấy luôn, rõ ràng làClickbait luôn. Rick Chapman in Babylon.
Vâng, hết vào cậu. Xin cảm ơn cả hai người. Chúng ta hãy tới The Market. Tôi rất muốn mời cậu ăn với tôi. Vì ngay sau đó, vì ngay bây giờ cậu là một người tự do. Nói xong, ông Arad úp mảnh dưới đất sét. Từ trong cái áo choàng ra, xin nó có khắc số tiền thuộc ông. Rồi nâng lên khỏi đầu ném mạnh xuống. Thẻ đất sét vỡ hàng trăm mảnh. Cũng được. Arad. Cái mảnh ông Arad còn dẫm đạp lên những mảnh vụn đó đến khi chúng biến thành tro bụi. Ông vô cùng xúc động và không cầm được nước mắt. Ông không bao giờ quên cái thời khắc đó. Ông của cháu chính là ân nhân, là người mà ông kính trọng suốt đời. Thời đấy, chính thời kỳ bi đát nhất, chính thời kỳ bi đát nhất của cuộc đời, công việc vẫn luôn chứng tỏ là người bạn tốt nhất của ông, bởi vì ông ham thích làm việc đã giúp lòng ham thích làm việc đã giúp ông thoát khỏi kiếp nô lệ. Chính nó cũng giúp ông tạo được ấn tượng tốt đối với người đối với ông nội của cháu, khiến ông ấy chọn ông là một người hợp tác làm ăn sau này. Hadanagula hỏi xen vào: bí quyết để kiếm ra nhiều tiền của ông nội cháu là gì hả ông? Bí quyết để đó là ham thích làm việc, Samaramuraka đáp rõ từng lời. Và chính bí quyết này đã đem lại cho ông ấy rất nhiều phần thưởng xứng đáng. Cháu bắt đầu hiểu ra rồi, Hadanagula cất giọng chân thành. Công việc đã giúp ông cháu gặp gỡ với nhiều bạn bè, họ cũng là những người mến mộ tài năng và sự thành công của ông cháu. Công việc cũng tạo nhiều của cải, tạo nhiều điều kiện cho ông cháu làm những công việc yêu thích, được có ích cho xã hội và được mọi người kính trọng. Vậy mà trước kia cháu vẫn thường cho rằng công việc chỉ dành cho những người nô lệ. Cuộc sống đem lại nhiều giá trị, nhiều thứ thú vị cho con người. Sarunanda nhận định mỗi người đều có một vị trí riêng và công việc hẳn không chỉ dành cho người nô lệ. Nếu ông không làm việc, ông sẽ Sarunanda nhận định mọi người đều có vị trí riêng và công việc hẳn hẳn nhiên không chỉ dành cho người nô lệ. Nếu ông không làm việc, ông sẽ không tìm được niềm vui trong cuộc sống. Ông đã không kết thân được với nhiều người khôn ngoan. Ông cũng không rèn luyện được những đức tính tốt như kiên nhẫn, cần cù và chịu khó. Ông lại chém. Và tất nhiên, cuộc sống của ông đã không bao giờ được như ngày hôm nay. Sarunanda và Hadanagula ngồi trên lạc đà dưới bóng râm của những bức tường cao vút dẫn đến những cánh cổng bằng đồng đồ sộ của vương quốc Babylon. Khi họ tiến vào cổng, những người lính gác liền dậm mạnh ngón chân và khẳng định vị cung kính cẩn chào Sarunanda, một vị công dân danh dự của vương quốc. Cháu luôn muốn được trở thành một người giống như ông nội của cháu. Hadanagula quả quyết với Sarunanda là vậy. Trước kia cháu đã không nhận thức đúng về con người của ông cháu nhờ ông cháu không nhận thức đúng về con người của ông cháu nhờ ông. Giờ đây cháu đã hiểu và càng càng ngưỡng mộ mến mộ ông cháu nhiều hơn, bởi vì cháu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trả hết ơn ông của ông. Khi ông kể cho cháu nghe bí quyết thành công của ông cháu và hết lòng giúp đỡ cháu, từ hôm nay trở đi cháu sẽ vận dụng bí quyết đó để bắt đầu công việc buôn bán như ông và của cháu đã làm được trước đây. Nó thích hợp với hoàn cảnh thực tế của cháu và hiện giờ hơn là những món đồ trang sức và bộ quần áo lẹt lẹt này. Cháu luôn mong ước được trở thành một người như ông cháu. Trước kia cháu đã không nhận thức đúng một con người của ông cháu, giờ như ông. Nên lật nột những khuyên tai và những chiếc nhẫn trên ngón tay là cứ ném mạnh về phía sau. Lịch sử thành cổ. Khi đề cập đến sự phồn thịnh của đất nước, nhiều người thường nghĩ đến những lâu đài xa hoa lộng lẫy, những vùng đất nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú như rừng cây quặng mỏ và thời tiết khí hậu ôn hòa. Đối với Babylon, một vương quốc giàu có bậc nhất thời cổ đại, thì không phải như vậy. Vương quốc Babylon tọa lạc trên cánh đồng Euphrates, trong một thung lũng bằng phẳng nhưng khô cằn và lắng hạn. Nó không hề có những cây quặng mỏ đá để xây dựng công trình quân sự hay là dân dụng cả
cũng không nằm trên con đường giao thông thuận lợi. Babylon là một điển hình nổi bật của khả năng con người có thể đạt được những mục tiêu vĩ đại bằng cách sử dụng tất cả các phương tiện mà mình có được. Sự phát triển của cả thành phố rộng lớn này đều chỉ do bàn tay con người vun đắp. Tất cả sự giàu có của nó là nhờ vào con người. Babylon chỉ có một điểm thuận lợi duy nhất, chỉ có một điểm thuận lợi duy nhất là đất đai khá phì nhiêu. Dòng sông Euphrates mang nhiều phù sa bồi đắp hàng năm. Nhưng để tận dụng được sự ưu đãi này, những người kỹ sư thời Babylon cổ đại đã phải nghiên cứu và thực hiện một công trình vĩ đại. Babylon chỉ có một điểm thuận lợi duy nhất là đất đai khá phì nhiêu do dòng sông Euphrates nhiều phù sa bồi đắp hàng năm. Nhưng để tận dụng những sự ưu đãi này, những người kỹ sư thời Babylon cổ đại đã phải nghiên cứu và thực hiện một công trình vĩ đại nhất thời đó. Đó là xây dựng những đập nước và vô số những kênh đào nhỏ để dẫn nước từ con sông chính vào khắp làng mạc, biến những vùng đất khô cằn thành vùng đất trồng trọt tốt. Babylon cổ đại đã nghiên cứu đó là xây dựng những đập nước đá và vô số những kênh đào nhỏ để dẫn nước từ con sông chính vào khắp làng mạc, biến những vùng đất khô cằn hòa thành những vùng đất trồng trọt tốt. Nhờ vậy, người dân Babylon mới có thể cày cấy, trồng trọt và chăn nuôi, có được cuộc sống sung túc, giàu có trên mảnh đất quê hương mình. Đây là một trong những công trình xây dựng đầu tiên có tầm mức vĩ đại được biết đến trong lịch sử của loài người. Như vậy, người dân Babylon mới có thể cây cây trồng trọt và chăn nuôi, có được cuộc sống sung túc, giàu có trên mảnh đất quê hương mình. Đây là một trong số những công trình xây dựng đầu tiên với tầm mức vĩ đại được biết đến trong lịch sử loài người. Điều may mắn là trong suốt thời kỳ tồn tại lâu đài lâu dài của mình, Babylon không sản sinh ra các vị vua tham bạo có ước vọng chinh phục toàn thế giới. Nhưng những khi Babylon lâm vào chiến tranh thì hầu hết đó là những cuộc chiến tranh tự vệ chống lại những kẻ thù đầy tham vọng ở các xứ sở ở khắp, bị hấp dẫn bởi những kho tàng bạc vàng châu báu của Babylon mà đem quân đi xâm chiếm. Năm ngàn năm sau, mặc dù Babylon không còn nhưng nó đã trở thành huyền thoại có thu hút sự tìm hiểu của mọi người. Ngày nay, những dấu tích thành cổ Babylon còn sót lại nằm ở châu Á, khoảng 600 dặm về phía đông của kênh đào Suez. Ngày nay, những dấu tích thành cổ Babylon vẫn còn sót lại ở châu Á khoảng 600 dặm về phía đông của kênh đào Suez, thuộc hướng bắc của vịnh Ba Tư. Nó nằm khoảng kinh độ 30 phía trên đường xích đạo, có khí hậu nóng và khô. Những phiến quách đền đài đã biến mất, chỉ còn những phế tích cổ nát và vắng lặng. Ngày xưa, thung lũng bên dòng sông Euphrates là một vùng đất nông nghiệp có hệ thống tưới tiêu hết sức quy mô. Ngày xưa thung lũng dân cư đông đúc, nay đã trở thành vùng sa mạc khô cằn lác đác với vài bụi cây cằn cỗi, những đám cỏ dại đang nối đầu và gió cát để tồn tại, những nghĩa địa của loài vượn cổ đại. Với những đoàn lữ khách hàng dài dằng dặc của thương gia thành Babylon chỉ còn là huyền thoại. Ngày nay, trên vùng đất này, thỉnh thoảng chúng ta gặp những nhóm dân du mục Ả Rập cố gắng duy trì cuộc sống khổ cực của mình. Thỉnh thoảng chúng ta gặp những nhóm dân cư du mục Ả Rập cố gắng duy trì cuộc sống khổ cực của mình một cách khó khăn nhờ vào việc chăn nuôi những bầy gia súc nhỏ. Tuy nhiên, đã nhiều thế kỷ trôi qua, những người dân du mục, những nhà lữ hành đi ngang qua vùng đất này vẫn không thấy điều gì khác lạ và cũng không biết rằng bên dưới vùng đất này đang che giấu những dấu tích của một thời đại huy hoàng. Cho đến khi những nhà địa chất thu thập được nhiều mảnh gốm
gạch vỡ do những cơn mưa sớm mòn đất đá phơi bày ra. Sau đó những đoàn thám hiểm châu Âu, châu Mỹ bắt đầu ồ ạt tiến lại khoa quật và tìm kiếm, và họ phao vui mừng khi phát hiện ra những dấu tích còn lại của thành phố cổ Babylon. Babylon là một trong những vương quốc cổ đại xây dựng bằng đất và gạch nung. Trải qua thời gian hàng nghìn năm, những bức tường thành dãi dầu nắng gió đã bị tan rã và quay trở về với đất cát. Nếu không nhờ sự phát hiện và khai quật cẩn thận cẩn thận của những nhà khảo cổ, có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được về những công trình vĩ đại, những nền đền đài cung điện nguy nga tráng lệ xưa kia của Babylon đã bị bùi dập qua bao nhiêu thế kỷ. Nhiều nhà khoa học đã xem nền văn minh của Babylon là những đô thị khác, và những đô thị khác trong thung lũng sông Everest là một những thành phố cổ xưa nhất dựa vào các cổ vật đã khai quật được. Trong đó có những mảnh đất sét nung miêu tả hiện tượng nhật thực mà người Babylon cổ đại đã chứng kiến. Các nhà thiên văn học hiện hiện đại đã xác định được thời điểm xảy ra các và khẳng định nền văn minh Babylon cách thời đại chúng ta khoảng 8.000 năm về trước. Nhiều nhà khoa học đã xem nền văn minh của Babylon và những đô thị khác trong thung lũng sông Everest là những thành thị cổ xưa nhất dựa vào các cổ vật khai quật được. Trong đó có những mảnh đất sét nung miêu tả hiện tượng nhật thực mà người Babylon cổ đại và người Babylon cổ đại đã khai quật được. Trong đó có những mảnh đất sét khi nhà văn xác định được thời điểm xảy ra thiên văn học xác định đã xảy ra và khẳng định nền văn minh bên nó cách đây đợi chúng ta khoảng 8.000 năm về trước. Tóm lại là cách đây 8.000 năm là thành cổ Babylon. Cũng nhờ vào các cổ vật chúng ta có thể biết được rằng cách 8.000 năm những người ở Sumerit đã từng sống tại Babylon. Họ cư ngụ trong một lãnh thổ có các tường thành bao bọc. Những nhà khoa học chỉ có thể phỏng đoán Babylon phải trải qua thời kỳ rất dài trước khi đạt được các thành tựu nổi bật như thế. Và thời kỳ này họ đã biết xây dựng những bức tường thành vững chắc để bảo vệ đất nước, cùng một hệ thống thủy lợi quy mô để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấy cày, trồng trọt. Ngoài ra, dân Babylon cũng có hệ thống giáo dục, cũng đã có hệ thống giáo dục với những con người có tinh thần sáng tạo và ham học hỏi. Những chứng tích còn lại cho thấy Babylon là nơi sản sinh những kỹ sư đầu tiên, những nhà thiên văn học đầu tiên, những nhà toán học đầu tiên, những nhà tài chính đầu tiên, gì cũng đầu tiên, và là dân tộc đầu tiên có chữ viết. Các anh phương Tây ạ, đi mẹ. À, xin lỗi ạ. Anh phương Tây ạ. Babylon là nơi sản sinh ra kỹ sư đầu tiên, nhà thiên văn đầu tiên, những nhà toán học đầu tiên, những nhà tài chính đầu tiên. Các nhà khoa học ấy rất rất đáng chú ý đến hệ thống kênh đào của người Babylon cổ đại. Nó đã biến đổi vùng thung lũng khô cằn thành một vùng đất trồng trọt chăn nuôi phì nhiêu. Các nhà khoa học rất chú ý đến hệ thống kênh đào của người Babylon cổ đại. Nó đã biến đổi vùng thung lũng khô cằn thành một vùng đất trồng trọt nuôi chăn nuôi phì nhiêu. Theo những dấu tích để lại, các nhà khoa học cho biết các con kênh, các đường mương rất lớn, hơn 10 con ngựa có thể chạy hàng ngang với lòng sông. Về mặt kích thước, chúng có thể so sánh với những con sông lớn nhất nhất tại Colorado và Utah hiện nay. Việc xây dựng công trình thủy lợi nhằm dẫn nước vào những vùng đất nằm bên trong thung lũng, các nhà kỹ sư ở Babylon cũng hoàn thành công trình một cách có quy mô không kém. Đó là hệ thống tiêu ứng nước khá phức tạp và hiệu quả. Với hệ thống này, họ đã làm khô cằn vùng đầm lầy rộng lớn nằm gần các con sông Everest và Tigris để biến chúng thành những vùng trồng trọt màu mỡ. Herodotus, nhà du hành và nhà sử học của người Hy Lạp đã từng viếng thăm Babylon. Những ghi nhận của ông ấy để lại đã giúp ích cho chúng ta rất lớn. Việc tìm hiểu phong cách phong tục kỳ lạ, những đặc điểm đất đai phì nhiêu và mùa màng bội thu của người dân ở đó,
Những vinh quang của Baby Non giờ đây không còn nữa, nhưng những kiến thức mà họ vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay. Những kiến thức đó được lưu giữ trong hàng trăm ngàn thẻ đất sét nung mà các nhà khảo học cổ tìm được, được chôn vùi cách an toàn trong đất cát. Và thời kỳ đó giấy viết chưa có, cư dân Babylon đã cẩn thận khắc ghi tri thức của họ trên những tấm thẻ đất sét còn ướt. Sau đó họ đem đất nung cất giữ. Những tấm đất sét này có kích thước khoảng 15 x 20 cm, từ 2 đến 3 cm. Nội dung khắc trên đó rất đa dạng, bao gồm các chuyện truyền kỳ, thi ca, lịch sử, những chỉ dụ của triều đình, luật lệ của đất nước, các chứng khoán ruộng đất. Và thời kỳ giấy viết chưa có, cư dân Babylon đã cẩn thận khắc tri thức của họ trên những tấm đất sét còn ướt. Ngoài các công trình thủy lợi, Babylon còn một thành tựu nổi bật thường được mọi người nhắc đến, đó là công trình xây dựng bức tường thành rộng lớn bao bọc vương quốc. Quy mô xây dựng của nó có thể sánh ngang với các kim tự tháp Ai Cập cổ đại. Đối với công trình này, nữ hoàng Semiramis được được xem là người công đầu tiên. Các nhà khoa cả học hiện đại đã tìm được dấu tích của những bức tường thành ở nguyên thủy, nhưng theo số liệu các cổ vật khai quật được cho biết, chúng cao khoảng 15 đến 18 mét. Mặt ngoài ốp gạch bằng gạch nung, lại được bảo vệ bên ngoài bởi một đường hào sâu. Sau đó, khoảng 600 năm trước công trình công nguyên, sau này khoảng 600 năm trước công nguyên, vua Nabopolassar đã xây lại thành Babylon với quy mô rất lớn. Tuy nhiên, vua Nabopolassar đã mất trước khi nào nhìn thấy công trình được hoàn thành. Nebuchadnezzar, vị vua đã tiếp tục thực hiện công trình còn dang dở của cha mình. Khi hoàn thành, chiều cao và chiều dài của tường thành khiến nhiều người không thể tin được. Theo số liệu được ghi lại, chúng cao khoảng 48 mét, tương đương với chiều cao của một tòa nhà gồm 15 tầng ngày nay. Tổng chiều dài của nó ước tính khoảng 14.400 đến 17.600 mét. Bề mặt thành rộng có thể đủ cho 6 con ngựa chạy ngang mặt mặt trên ngang trên đó. Sau này, khi chiếm được vương quốc Babylon, người Ả Rập đã tàn phá bằng cách gỡ lấy gạch ngói để xây dựng đền đài, cung điện, nhà cửa và các công trình khác. Bức tường thành đồ sộ ngày nay chỉ còn dấu vết phần móng và hào nước. Vương quốc Babylon đã tổ chức một hệ thống khá tân tiến và chặt chẽ. Trong thành có những con đường, phố xá và nhiều cửa hàng lớn cố định. Những người bán lẻ thì mang hàng hóa đi khắp nơi rao bán. Tôn giáo được tôn vinh bằng những đền đài nguy nga. Vương quốc Babylon cổ đại được tổ chức theo một hệ thống khá tân tiến và chặt chẽ. Trong thành có những con đường, phố xá và nhiều cửa hàng lớn cố định. Những người bán lẻ thì mang hàng hóa đi khắp nơi rao bán. Tôn giáo được tôn vinh bằng những đền đài nguy nga tráng lệ. Nằm giữa vương quốc là một hoàng thành bao gồm các lâu đài của hoàng gia. Bức tường thành bao bọc hoàng thành thường cao hơn bức tường thành của vương quốc về nghệ thuật. Dân Babylon đã đạt được những thành tựu rực rỡ trong kiến trúc, hội họa, dệt thêu, chế tác vàng, chế tác những đồ binh khí bằng kim loại và những công cụ dùng cho nông nghiệp. Những người thợ kim hoàn đã chế tạo được những đồ trang sức đẹp và tinh xảo. Hiện nay, những bảo tàng nổi tiếng nhất trên thế giới vẫn trưng bày nhiều cổ vật khai quật nên từ hầm mộ của những công dân giàu có ở thời kỳ Babylon cách khoảng 8.000 năm, trong khi những nhóm người cổ đại khác trên thế giới chỉ biết sống trong các hang động chặt cây bằng cái rìu thô sơ, săn bắt thú bằng những mũi tên gắn một mảnh đá sắc nhọn hoặc đánh nhau với gậy cọc, thì người Babylon cổ đại đã bắt đầu biết xây dựng lâu đài, quách thành, những chiếc rìu thanh giáo bằng sắt thép cùng những mũi tên có bịt đầu bằng đồng. Cư dân Babylon là những nhà tài chính, những thương gia giàu kinh nghiệm. Tài liệu và khai quật được cho biết họ là những người đầu tiên biết sử dụng vàng bạc làm phương tiện trao đổi, biết dùng những tấm thẻ ghi nợ hoặc ghi nhận tài sản sở hữu của mình. Từ khoảng khoảng năm 540 trước công nguyên trở về trước, không có một đạo quân xâm lược nào
nào chiếm được Babylon thành Babylon vẫn kiên cố bất khuất bất kỳ một sức mạnh quân sự nào. Vì sau nguyên nhân sụp đổ của vương quốc Babylon rất nạn nùng và khá bí ẩn. Và thế đó, Cyrus, một trong những vị vua có thể tham vọng chinh phục các vương quốc lân cận, thì đã xâm lược Babylon. Nhưng cố vấn của nhà vua Nabonidus đang vị trí sứ Babylon lúc bấy giờ thuyết phục rằng thay vì chờ đợi quân của Cyrus đến bao vây thành, tốt nhất nên đem quân đi giao chiến. Nabonidus dù không suy tính kỹ nên đã cho xuất quân, hậu quả là quân của Babylon liên tục thất bại, đành bỏ thành và chạy khỏi trốn khỏi vương quốc. Do thế Cyrus đã chiếm lấy Babylon và không có bất kỳ một kháng cự nào. Từ đó sức mạnh và sự nổi tiếng của thành Babylon cũng dần lụi tàn theo thời gian, nó trở thành nên hoang phế vắng lặng. Và bây giờ chỉ còn là vùng đất hoang mạc đầy gió cát. Một lần nữa Babylon trở về với trái đất nơi sinh ra nó. Sự hoành tráng đồ sộ và nguy nga của thành Babylon chỉ là còn là huyền thoại. Có thể nói những thành quách vùng hùng vĩ, những đền đài cung điện nguy nga của Babylon đã trở thành cát bụi. Nhưng những tri thức, những kinh nghiệm khôn ngoan, những thành tựu nổi bật của vương quốc cổ đại có thể lưu truyền cho đến tận bây giờ. Có lẽ dù được mệnh danh là bất khả xâm phạm trước quân thù, nhưng thành Babylon vẫn không tránh khỏi quy luật sinh diệt của thời gian. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nền văn minh của Babylon đã trở thành một dấu ấn quan trọng đối với sự tiến bộ bậc nhất của con người các kỷ nguyên sau này. Được, cũng hâm mộ cái nền văn minh phương Tây. Thế nhưng mà ba này sách để bán chứ không phải sách để học. Tiếp theo đó anh em mình đến với quyển gì ạ? Thế thì thôi thì giải trí rồi. Sẽ là bàn có 5 chỗ ngồi. Tim không thèm nghe hết câu, nó cuốn tập lại cầm tay phóc ra cửa. Em cóc cần anh giảng, em ra khỏi thằng Luận, con chú Thảo. Tôi vừa nghe như ai vừa nhắc cục đá nó khỏi vai mình, má tôi cười dữ dằn. Nhưng thằng không thấy thằng Tin liền hỏi Tin đâu, nó đi chơi với chú Thảo rồi, để con nó đi chơi với chú Thảo rồi để con đi kêu nó về. Tôi chạy khỏi nhà nhưng không qua nhà chú Thảo mà phóng thẳng đến nhà thằng Bảy. Có một bài toán mẹ trong báo, mày giải dùm tao đi mà. Tôi vừa thở hồn hển vừa nói với thằng Bảy. Nghe xong đề toán, Bảy nhìn tôi với vẻ khá nghi ngờ. Mày đừng có mà xạo. Tôi em toán lớp 7 chứ toán mẹ là quái gì. Ai chứ thằng Bảy thì nó cút trong miệng tôi. Biết không ngờ có giống tôi cười xòa dẫn chơi. Với mày toán thì với mày chứ toán của thằng Tin đó. Gì đâu, khó đâu, khoảng cách giữa K và Y là 9 cm. Tôi giật mình, giỡn hỏi mày, người ta đôi biết chiều dài của đoạn A và C đâu, AC và CB đâu. Chiều dài của hai đoạn đó là mấy đi chắc nữa thì khoảng cách giữa điểm Y và K vẫn không đổi. Hay đổi với AB là đoạn thẳng cố định. Nói xong Bảy bắt đầu phân tích, càng nghe tôi càng thấy dễ. Thiệt không có bài toán nào trên thế giới này dễ đến như vậy. Chẳng hiểu sao lúc nãy tôi không nghĩ ra.
biết đâu mà nghĩ ra, đọc dọc đường về, con số 9 cm hiện trong đầu óc tôi như một bí mật đơn giản. Lát về nhà tôi sẽ nạo thằng tin một trận. Chẳng hiểu nó hành như thế nào để bài toán ở đấy cũng không giải không ra. Bố như cậu. Chương 4. Sáng nay tôi vừa nó mặt vô lớp, thằng Đại đã hỏi giật mình: sao giờ này mày mới tới? Tôi ngạc và tôi giả vờ ngạc nhiên, chưa có trống vô lớp mà. Nhưng hôm nay tổ chức tổ mình trực nhật, tôi chép miệng chả tôi quên mất. Đại Đại nhìn đi nhìn tôi nghi ngờ: sao mày quên hoài vậy? Kỳ trước mày cũng quên. Tôi nhăn mặt: thì tại tính tao hay quên. Đại không hỏi gì thêm, nó chỉ dặn lần sau ráng nhớ nha, mày bỏ trực nhật hoài, cuối năm bị xếp loại lao động kém mày đừng có mà trách. Thằng Đại này từ khi tổ trưởng đến giờ nó cứ sinh ra nhiều chuyện khủng bố, lúc nào nó cũng vặn vẹo hỏi tới hỏi lui, hết việc này đến việc khác, và nhất là luôn hù tôi lần là hợp tôi lần này nói nghe tôi phát bực. Bao giờ mày cũng ra vẻ quan trọng các tổ khác, thiếu gì được quên trực đứa sinh ở họ đứa gì được quên sinh trực sinh. Thằng này lạ, sao mày không bắt chước những đứa khá mà cứ đi so bì với những đứa lười? Với mà lại tổ mình là với những khác với những tổ kia, tổ mình là tổ thật, tổ mình có thằng bảy. Đúng lúc này thằng bảy cái nhắc lên một lớp chỗ kẹp dưới nách, thế vậy tôi hơi gượng. Đúng đúng ra thì thằng bảy không phải trực trực sinh. Hôm trước cả tổ đã nhất trí miễn lao động cho nó, nhưng cả 2 kỳ liên tiếp vì tôi vắng mặt nên thằng bảy và vẫn phải tham gia quét lớp và khiêng dọn bàn ghế. Đằng nào tổ tôi cũng làm vệ sinh lớp cho thiệt sạch trước khi có trống vô học, nếu không các tổ khác phê bình thầy dân kiểm điểm trong giờ chủ nhiệm đầu tuần. Thực ra công việc trực sinh cũng chẳng có gì là nặng nhọc cả, nhưng không hiểu sao tôi lại hay tìm mọi cách để trốn tránh. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại hay tìm cách để trốn tránh. Trốn tránh dường như tật nằm biếng đã ăn sâu vào con người tôi ngán cả việc nặng lẫn việc nhẹ, và tôi thực hiện chuyện né tránh như một cách tự nhiên không suy nghĩ. Nhưng hôm nay hình ảnh của ba cậu của bảy tình cờ đập vào mắt khiến tôi cảm thấy áy náy dễ sợ, nhất là lúc này bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, sàn lớp sạch sẽ tinh tươm, không có lấy một cọng rác. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy thực ra công việc trực sinh thì cũng chẳng có gì là nặng nhọc cả, nhưng không hiểu sao tôi lại hay tìm mọi cách để trốn tránh. Dường như tật nằm biếng đã ăn sâu vào con người tôi ngán cả việc nặng lẫn việc nhẹ. Tôi thực hiện chuyện tránh né đó một cách tự nhiên không suy nghĩ. Nhưng hôm nay hình ảnh của thằng bảy tình cờ đập vào mắt khiến tôi cảm thấy áy náy dễ sợ, nhất là lúc bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, sàn lớp sạch sẽ tinh tươm, không có lấy một cọng rác. Điều đó càng khiến tôi thấy rõ sự và vô tích sự của mình. Kẻ chuyên môn đi trễ để ảnh hưởng đến sức ảnh hưởng lấy công để kẻ luôn đi trễ để hưởng lấy sức lao động của người khác. Nỗi bứt rứt mới mẻ đó khiến tôi vừa xấu hổ vừa bực bội. Tôi tìm cách che lấp khuyết điểm của mình. Nhằm nhò gì chuyện kết lớp? Không nhằm nhò gì, nhưng lớp đã phân công mình phải làm đến nơi đến chốn. Đại tiếp tục sửa sửa lưng tôi. Lưng tôi với lại đối với Hiền và Bảy, chuyện khiêng ghế đâu phải là nhẹ. Nhỏ Hiền nghe nhắc tới mình liền xen vô: lúc nãy tụi mình còn quét mạng nhện được trên nóc kìa. Tôi nhún vai tưởng gì quét mạng nhện cũng khoe. Thằng con ở đâu ngoài sân chạy vô nghe nói tới nhện liền mở máy: mày khi biết không? Quang ông Quang ngoảnh biết không, giống nhện tarantula ngộ lắm. Mỗi mỗi lần đến tổ nhện cái, con nhện đực đều mang theo quà hoi, nó bọc trong một lớp vải tơ mỏng do những tuyến ngoại tiết các ngón đầu ngón tay tiết ra. Vừa bước đến tổ là nó đã, lúc này tôi không còn hứng thú để nghe chuyện là vật chuyên môn. Thôi dẹp đi chứ, nhận tarantula cái khỉ gió nhà mày đi. Tôi ôm tập đi về chỗ đứng trước, ngồi trước khi há hốc của những sinh vật, nó không hiểu tại sao tự dưng tôi lại sững cồ như một con gà trọi như vậy. Nỗi ấm ức bám theo tôi đến tận là toán. Đến đây tôi thì đã xảy ra thêm một chuyện khác. Thầy Đức ra một bài tập về phân tích thừa số có ứng dụng hàng đẳng thức.
Tất nhiên là tôi mù tịt trong khi cả lớp vẫn cắm cúi làm, tôi ngồi chờ thằng bảy. Nhưng tôi không ngồi ngồi không mà giả bộ chăm chú làm bài, ngồi viết nghịch ngoạc những bình bình hình thù vớ vẩn lên giấy. Bên cạnh tôi, Quang cũng đang ngồi cầm cây viết trên giấy, ngoài những đề toán nó chỉ vẽ hai chữ bài làm. Ở đầu bàn bên cạnh, nó làm những làm bài ngon lành. Nó nghĩ ngợi một thoáng rồi cúi xuống bài tập thứ hai viết, rồi nghĩ rồi lại viết. Ngòi bút sồn sột chạy trên giấy, ngó bắt mê. Hỏi mấy đứa bên lớp 8A3, tôi mới biết nó học sinh giỏi. Năm ngoái nó còn là đội viên xuất sắc đạt danh hiệu của chóng ngoan bác hồn nữa. Hèn gì mà nó tác phong gớm. Nhỏ Hiền ngồi kế bên thằng Đại dường như cũng làm bài được. Bài hàng đẳng thức hôm trước nó học, nhưng mà không hiểu sao không khổ. Nhỏ Hiền ngồi kế thằng Đại dường như lúc nào cũng làm được bài hàng thức hôm trước nó học không hiểu, còn hỏi tôi sao hôm nay nó viết nhong nhoáng vậy không biết. Bài tập có 3 đề toán nhỏ làm trong 15 phút. Tôi ngồi vẽ bậy một hồi đã thấy nóng ruột nhích sang bảy, thấy nó ngồi đã làm gần hết ra bài hai tin thúc của trò ra mày. Bảy nước trộm trên bàn với thầy một cái rồi nặng nề nhấc cúi chân lên để nộ những dãy chữ số bí hiểm nằm xếp hàng trên giấy một cách trật tự, thế cũng như năm trước và năm trước nữa. Tôi âm thầm sao chép bài của nó, đúng là con cá sống vì nước, tôi sống vì thằng Bảy. Chép được vài ba dòng, tôi dòm sang thằng Quang, thấy nó vẫn ngồi trầm ngâm như một tượng đá. Bài làm vẫn để trắng, động lòng trước kẻ thù, các kẻ cùng cảnh ngộ. Tôi hích hích nhẹ vô ta vai nó, thì thầm một cách hào hiệp, ngó bài của tao mà chép. Thằng Quang làm như không nghe gì, nó vẫn ngồi im. Tôi hích ngày nữa này, chép bài tao đi. Lần này Quang qua mặt, tao không thích copy. Tôi cảm thấy như đó nó một hội nước lạnh trên đầu tôi. Tay tôi nóng ran, tôi xì một tiếng nưa ban mà còn làm bộ. Thằng Quang tướng mạo trông dữ tợn nhưng tính lại hiền. Nếu gặp đứa khác nghe tôi nói đâm không ra gì. Không ra nói đâm không hông như vậy, dám nó nổi nóng chuyện đánh nhau rồi. Nhưng đằng này Quang chỉ ngồi yên, chán cau lại, còn môi mím chặt. Tai thằng Đại thính như tai mèo, nghe tiếng xì xào nó quay sang. Đừng mà hộ mà làm ồn chớ, đang có bài của thằng Bảy tôi dạy gì mà ồn. Chỉ tại thằng Quang khỉ gió kia thôi, đã học kém mà còn lên mặt, đã làm ơn còn mắc oán. Tôi vừa oan ức vừa ách trong bụng và tiếp tục theo dõi ít xít ra chứ sao sự di động của cùi chỏ tay thằng Bảy. Ai dè khi tôi và thằng Quang xì xào, thằng Đại vừa làm bài vừa liếc chừng chừng lại chỗ hai đứa tôi. Khi thấy tôi có bài thằng Bảy, nó nhắc liền: Huy không được con lén bài bạn. Tôi giật mình trong bụng và giận: cậu ông trời kinh khủng, nó lật tẩy tôi trước mặt nhỏ Hiền, nó khiến tôi mắc cỡ muốn chết rồi ơi. Nhất là nay trước nay cô nhỏ Hiền cứ tưởng tôi là ông vua toán nên đến nỗi năn nỉ nhờ tôi giảng bài dùm, mà đâu có coi lén tôi coi đường chính chính chứ bộ. Được sự đồng ý của bảy đồng hoàng, nhưng nghĩ cái trong bụng vậy thôi chớ tôi đâu có dám nói ra. Ngồi yên một hồi thấy đã sắp hết giờ và Đại thì đang như hoáy hoáy mũi vô làm bài. Tôi quay sang bảy định tranh thủ kiếm thêm vài dòng cho xong bài số 1, nhưng cặp mắt thằng Đại như máy radar. Tôi vừa liếc sang bài thằng bảy một cái nó bắt gặp: nè tôi thưa thầy trừ điểm của hai bạn đó nhen. Nghe thằng Đại nói dọa hoảng hồn hạ cổ tay xuống, còn tôi thì thở dài một cách chán nản. Đậy nắp viết lại bài này coi như bỏ, nhưng bài tập kỳ sau mình phải tính cách khác. Năm nay tôi đụng thằng Đại thiệt xui tiện thiệt mạng, thôi xui tận mạng y như đụng sao quả tạ. Do những biến cố như vậy mà lần đầu tiên kể từ 3 năm nay bài tập toán của tôi bị 3 điểm, còn Quang tệ hơn 2 điểm. 7 và Đại đều được 10, nhỏ Hiền được 7. Sau này tôi mới biết là hôm trước sau khi ở nhà Hiền về, nó đem bài sang hàng thức sang nhà thằng Đại giảng. Nhà Đại ở
cái chậu cầu ván cách nhà nhỏ Hiền chừng 100 thước. Nhờ vậy mà nhỏ Hiền được 7 điểm 7, có lẽ là điểm cao nhất của nó từ trước tới nay, từ trước tới giờ về môn toán. Đây là con người ta phải cố gắng như thế, hiểu không ạ? Điểm 3 của tôi và điểm 2 của thằng Quang không phải là chỉ là nỗi buồn của hai đứa, mà còn là nỗi buồn của cả tổ, bởi vì nó kéo điểm xếp hạng học tập của tổ xuống theo. Dễ ơi! Hôm tổng kết thi đua hàng tuần, thằng Quang thay thay mặt cán cán sự lớp và ban thi đua chỉ đội nên đọc số điểm số thứ hạng. Khi nghe công bố tổ năm đứng hạng 6 về học tập, mặt mày thằng Đại buồn so. Về các mặt khác, tôi đều tháng tư trở nên, chỉ có học tập là tụt xuống dưới trung bình. Sau khi ban cán sự lớp nhận xét từng tổ xong, tới lượt các tổ trưởng đứng lên phát biểu ý kiến. Mỗi tổ đều phân tích điểm yếu của mình và nêu phương hướng khắc phục. Tới tổ năm Đại đứng dậy với các mặt đạo đức, vệ sinh, lao động, rèn luyện. Thân thể tổ năm đều được có những cố gắng. Riêng về học tập, tổ năm còn yếu vì trình độ chưa đồng đều. Các bạn khá môn này yếu môn khác. Các bạn có bạn yếu nhiều môn một lúc. Trong thời gian tới để khắc phục tình trạng này, tổ năm sẽ giúp đỡ nhau nên học tập ở trường cũng như ở nhà, xây dựng những đôi bạn cùng tiến. Mà theo lời thầy dân nói thì trong tuần tới trường ta sẽ có hoạt hoạt sẽ có phát động đồng loạt. Nó nói nghe phát ghét, có gì đâu mà trình độ chưa đồng đều. Nếu trong tiết toán vừa rồi cứ ngồi lờ đi cho tôi cóp thả bài thả dàn, có phải là trình độ tổ năm sẽ đồng đều lại không? Là thì sinh là lại còn nhà sinh vật quang nữa, nếu mà nó chịu cóp bài tôi thì đâu đến nỗi sao tổ tôi biết những đứa chẳng biết, toàn là những đứa chẳng biết điều vậy. Dòng bộ tổ chủ tịch ủ dột của Đại, tôi nhủ thầm là một cách khoái chí, tại mày với tại ai trong giờ ra chơi Đại đến gần tôi. Với vẻ mặt thân mật, hình hình như về nhà Huy với Bảy có học bài chung với nhau phải không? Chứ rồi tôi than trong bụng, hôm trước tụi tôi có nói dối thầy dân là cậu ông trời từng thiệt. Giả bộ nhân mặt, chuyện của tao mày hỏi làm chi, là trước mắt đây đâu phải chuyện riêng, về học tập của mỗi người đều có liên quan đến học tập của cả tổ kia mà. Vậy sao hôm trước tao liếc sơ cái bài thằng Bảy cái mà khó dễ, tại mày mà tổ mới tụt hạng đó. Mày biết không, sao lại tại tao? Đó là tại mày không chịu học hành đàng hoàng. Muốn tổ tiến bộ thì mỗi người đều phải cố học tập, đâu phải bày trò gian. Giúp đỡ nhau học tập không có nghĩa là cho bạn copy. Lúc đầu Đại định nói năng nhỏ nhẹ với tôi, sau thấy cái tôi cãi bướng nổi khùng lo ngoang, tụi bạn trong lớp nghe ồn chạy làm chạy bu lại. Thấy vậy tôi nản cái chỗ khác, sau khi buông thõng một câu ngang phè: mày lo cái xác của mày đi, thân tao tao lo. Chuyện có chút xíu vậy mà ngay ngày hôm sau trên tờ bản tin của lớp, không biết tay nào phang ngay một câu thơ: lớp tôi có một anh chàng toán không lo học, cứ hoài copy, vậy mà tổ trưởng phê bình thì anh ta lại nổi khùng nói ngang. Muốn khá thì phải ráng lên, mới mong được tổ vượt lên trung bình. Bài thơ có tựa như là nhắn tin những lời rõ ràng là nhắn cho tôi rồi. Ở dưới cái tên là Kín Lửa, tôi hoài nghi mà không đoán ra Kín Lửa là ai, chắc chắn không phải là thằng Chí rồi. Mặc dù tôi với nó đến nay vẫn chưa hòa giải được, nhưng cuộc xích mích từ hôm xếp lại chỗ ngồi, Chí bà con với Rệp chứ không thể họ hàng với Kiến được. Và lại Chí chẳng làm thơ bao giờ, dù có thơ con cóc như bài thơ này: thơ lục bát gì mà lần mà lạc vần ráo chọi, chàng lại vẫn mà vẫn đi vần với chữ hoài làm sao được. Copy phê bình ngang nên đó, chưa kể một câu dư một chữ dốt nên vậy. Và bày đặt làm thơ châm chích người khác, tôi lẩm bẩm trong bụng một cách tức tối, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được thủ phạm là ai. Trong khi đó thì đám bạn trong lớp lại xuống lại bài thơ vừa đọc vừa vừa cười hinh hích. Đám con gái là tôi ngứa mắt nhất, chúng nó vừa coi vừa bám vai nhau cười rúc rích, cười khúc khích, tỏ vẻ khá thích thú. Đã vậy chúng cứ đứng lì tờ bản tin, đọc đi đọc lại bài thơ chứ không chịu
đi cho khuất, mỗi một tiếng cười của chúng như một mũi khoan kim chích vô tim tôi đau nhói. Tôi vừa xấu hổ vừa giận dỗi, lại vừa thầm công nhận cái con kiến lửa quái quỷ quái ác này chích độc thiệt. Nếu tôi biết nó là thế nào, chắc tôi cho nó mềm xương với tôi. Tất nhiên tôi có thể hỏi hỏi nhỏ Kim Liên, nhất phó học tập kiêm chủ bút bản tin để dò ra tung tích thủ phạm. Mặc dù chưa chịu chưa chưa chắc nó chịu nói, nhưng tôi không thèm hỏi. Dù gì tôi cũng là cựu chủ bút chì của cái tờ bản tin kiêm báo tường này. Năm ngoái chính tôi đã sửa bài của nó trước khi nó trăng trước khi nó đăng, không lý gì giờ nó hạ mình. Mẹ mày xúc xúc tính thật. Không lý do gì bây giờ lại hạ mình trước nó để hỏi tiểu sử của nhà thơ kiến nở giờ ai kia được. Thật ra tôi giận con kiến thì ít, mà tức cái con cóc thì nhiều. Trăm sự cũng tại cái thằng cậu ông trời mà ra hết. Nói cho đúng ra thằng gọi thằng Đại là cậu ông trời trong thời điểm này cũng không chính xác lắm, bởi vì càng ngày tôi càng nhận ra Đại chỉ lầm lì. Ít nói với những chuyện gì chứ với chuyện học tập và chuyện sinh hoạt trong tổ thì nó to mồm nhất ba hạng. Ừ, nhất hạ. À, chuyện gì chứ tụi tôi nói nó cũng xem cũng xét nét cũng ý kiến. Mới hôm qua thằng Đại lại bị nó chỉnh về việc nhét khăn khăn quàng đỏ trong cặp, đợi nó đợi 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 vô nớp đem ra đeo. Nhưng đặc biệt nó thường xuyên đụng tôi, y như hai đứa không thể đợi chờ chung trong một cái bàn vậy. Từ giờ mà lắm em ạ, càng nghĩ tôi càng tức Đại. Đồng thời tôi cũng cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương khi nghĩ rằng dưới mắt nó tôi chỉ là một đứa học trò chuyên chuyên môn phạm lỗi và một một thành viên vô tích sự của vô tích sự của tổ năm. Bài thơ ác khẩu kia khiến tôi buồn bã mất mấy ngày. Trong mấy ngày đó tôi không còn hào hứng la hét chạy nhảy trong giờ ra chơi như thường lệ nữa. Tôi cũng chỉ dám lởn vởn trước mặt con gái, cũng chỉ dám lởn vởn trước mặt một con gái, càng không dám nhìn thẳng thỉnh thoảng cao hứng chọc ghẹo chúng như trước. Còn đối với nhỏ Hiền thì tôi tuyệt đối không dám chạm mặt này. Bắt gặp ánh mắt của nó thì bao giờ tôi cũng chạy vội quay đi, phải đợi đến tiết ngữ pháp sáng nay mới mới nỗi buồn kia mới được dịp chắp cánh bay khỏi linh hồn tôi. Bởi vì bài kiểm tra ngữ pháp của thầy dân chỉ có mình tôi được điểm 10, nhưng đứa khá nhất trong lớp chỉ đạt tới điểm 9 là cao. Tổ tôi thì chỉ có thằng Đại là đạt điểm 8, nhưng đứa khác chỉ đạt điểm trung bình. Khi thầy dân hô hô tên đọc đọc tên điểm ghi vào sổ, tôi hồ hộp chờ đến tên mình, cái tên Phan Thanh Huy đối với tôi vô cùng thân thuộc. Vậy mà nghe thầy gọi tôi vẫn bị giật mình, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần khi thầy kêu đến những đứa thân mần hờ như thằng Hân, thằng Hùng. Tôi sẽ là 10, tiếng 10 từ mình tôi thốt ra gây chấn động không khác gì một quả bom nguyên tử. Nhưng đứa bàn trên mặc dù đã biết tôi là cây ngữ pháp từ năm lớp 6 vẫn quay đầu lại dòm đám con gái thì chắc lưỡi trầm trồ một cách nộ nếu. Sau khi ngồi xuống bất giác tôi quay sang nhỏ Hiền và thấy nó đang nhìn tôi nhàn miệng cười. Tự nhiên tôi bỗng quên hết mọi buồn phiền trước đây và nhe răng cười hì hì một cái. Hiền chia tay, Huy cho Hiền mượn bài tập của Huy đi. Tôi chỉ thằng Quang lúc này đang ngồi học bài làm tôi chăm chú không khác gì bác sĩ đang nghiên cứu vi trùng vậy. Tôi chỉ Quang. Vậy lát nữa Huy cho Hiền mượn nghe. Tôi vui vẻ gật đầu y hệt như một ông tiên hào phóng sẵn sàng cho phép lạ.
như thật là của mình vậy, với mọi người vậy, ngay cả thằng Đại lúc ra về còn cũng gần, cũng lại gần tôi, suýt xoa mày học ngữ pháp siêu quá hen. Người tiên đầy khen, bất ngờ nên tôi chỉ ậm ừ trong miệng, không 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 đáp, nhưng trong lòng tôi nỗi uất uất đức bực nỗi nơi đã giảm đi một nửa. Sắp tới Huy kèm ngữ pháp cho những bạn yếu trong tổ được không? Cũng lần đầu tiên Đại nhờ vả tôi, mặc dù không nhờ vả cho bản thân mình nhưng cũng là nhờ vả. Tôi gật đầu kiêu hãnh được thôi, khó gì môn ngữ pháp, ngoài miệng thì nói câu đó nhưng trong bụng tôi thì nghĩ khác. Phải chi môn toán mình cũng học siêu như môn ngữ pháp thì khó phải biết. Cái câu nói trầm thầm trong bụng đó làm tôi trằn trọc suốt đêm. Cậu quậy được phải không? Không chịu được dốt có phải không? À xa. Chương 5. Thế rồi, theo như thông lệ hàng năm, sau những tuần đầu dành cho việc ổn định lớp, nhà trường phát động phong trào xây dựng đôi bạn cùng tiến, mở đầu quá trình thi đua thật sự. Mỗi năm cứ đến dịp này, lớp tôi xôn xao cả lên, và việc chọn bạn học chung bao giờ cũng gây ra nắm tranh cãi. Thường thì giáo viên chủ nhiệm chia số học sinh trong lớp làm bốn bốn loại trên bảng: giỏi, khá, trung bình, yếu, căn bản, và xếp hạng cuối năm và bảng cuối hạng cuối năm của năm học trước. Theo đó, cứ mỗi học sinh giỏi đi kèm một học sinh yếu thì lớp khá bắt cặp với học sinh trung bình. Lý thuyết thì đơn giản như vậy nhưng việc thực hiện lại không phải lúc nào cũng được suôn sẻ. Thứ nhất, không phải học sinh nào cũng đồng ý với bảng xếp loại năm ngoái, mặc dù xếp loại này đã được ghi vào trong học bạ đồng hoàng. Có những đứa nhất quyết không chịu nhận mình là khá mà cứ nằng nặc đòi tụt hạng xuống trung bình để khỏi phải nhận trách nhiệm đỡ đầu một đứa trung bình khác. Ảo ma thật. Bàn có 5 chỗ ngồi.
Thứ hai là vấn đề tình cảm. Có những đôi bạn chơi thân với nhau trước, bây giờ cứ muốn học chung với nhau chứ không chịu tách ra, mắc kẹt những cái nỗi hai đứa đều học sinh giỏi hoặc là đều học sinh yếu nên không thể để như vậy được. Chúng chịu chia tay quả thật là không dễ. Lại có những trường hợp đứa này chọn học với đứa kia, nhưng đứa kia kia không chịu học mà lại chịu đứa khác, trong khi cái đứa khác nó đó thì lại chỉ thích mà chỉ thích một đứa khác nữa. Cứ vòng luẩn quẩn như vậy, rối rắm nan man theo dây chuyền và xoay vòng quanh lớp khiến giáo viên chủ nhiệm phát nhức đầu. Nhưng rồi cuối cùng đâu cũng có đó, ở những từ đâu mà đi đến đó, lại không lại đã xảy ra không biết bao nhiêu cãi vã giằng co thương tâm và vui nhộn. Trong tình trạng đó có những đôi bạn cùng tiến chẳng tiến được thêm chút nào. Ở trong lớp thì đứa ngồi tít bàn trên, đứa ngồi tận bàn dưới, chẳng có cơ hội trao đổi với nhau. Nhưng đâu đến đó đã xảy ra không biết bao nhiêu cãi vã giằng co thương tâm vui nhộn. Trong tình trạng đó có những đôi bạn cùng tiến chẳng tiến được một chút nào. Ở trong lớp thì đứa ngồi tít bàn trên, đứa ngồi tận bàn dưới, chẳng có cơ hội trao đổi với nhau. Khi ra chơi thì đứa nào cặp kè với đứa bạn đứa đó cứ mặc kệ cái đứa cùng tiến. Nếu cùng tiến với mình về nhà thì chẳng ai tới nhà ai. Một là chúng vốn chẳng chơi với nhau, thứ hai là nhà chúng chẳng cần nhau. Vì vậy mà suốt cả một năm đứa học học đứa khác khá thì cứ việc khá, đứa yêu thì cứ việc yêu, chẳng ai làm phiền ai. Có lẽ do thầy dân thấy được điều đó nên năm nay lớp tôi không xây dựng đôi bạn cùng tiến theo kiểu đó nữa. Theo thầy dân, chúng tôi xây dựng đôi bạn cùng tiến ngay trong tổ học tập của mình và lấy tổ học tập làm đơn vị thi đua. Như vậy mỗi đôi bạn cùng tiến được ngồi chung bàn với nhau, có điều kiện để gần gũi trao đổi hàng ngày, thúc đẩy nhau học tập, và ngoài việc giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đôi bạn này còn có trách nhiệm góp phần vào sự đi lên của tổ, chớ không tách rời khỏi số phận của tổ như năm trước. Do thực tế đó, trách nhiệm của tổ trưởng là phải kiểm tra kết quả học tập của những đôi bạn cùng tiến trong tổ. Trước đây lớp ba lớp phó học tập làm nhiệm vụ này và kết quả là sau mỗi giờ mỗi thời gian theo dõi không xuể cùng cùng một lúc trên 20 cặp bạn cùng tiến, lớp phó học tập đành buông xuôi luôn. Đúng ra thì không phải cách làm của thầy dân hoàn toàn trôi chảy do cách sắp xếp chỗ ngồi nhỏ trước lớn sau. Có những tổ hầu hết là học sinh yếu. Như vậy đưa bạn cùng tiến được ngồi chung bàn với nhau. Trước đây lớp phó học tập làm nhiệm vụ này và kết quả một thời gian sau không thể trên lớp có 20 bạn được cộng tiến lớp phó đành buông xuôi luôn.